នៅវេសឡង់កំពុងប្រមានប្រជាជនឲ្យនៅផ្ទះខណៈទឹកភ្លៀងបានជន់លិចកាន់តែខ្លាំងហើយផ្លូវថ្នល់ក៏ត្រូវបានទឹកលិចលងផងដែរមានជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យប្រើខ្សែពួរទាញចេញពីក្នុងផ្ទះដែលលិចទឹកផងដែរយោងតាមការចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022នេះសំឡេងសារ៉ែនសង្គ្រោះបានបន្លឺឡើងពេញទីក្រុងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការខលទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលដែលទឹកកំពុងជន់លិចយ
phép ở xong chỉ ăn tập phép đòi miên ca hai tù ra sạp đám bay tập tù bàn trầm núi đòi xa tài phiên thơ lẹ bình tì krong nâng chê krong chế tràn trai bàn vui bà hà đòi tức trầm nôn vít ô đò cua ôi chạp ở rộm bằng hành bì tức chân lịch lờ rộp băng plâu tờ càn plâu làn krong đài lịch tức ruột hói nâng ca lịch chôl khang khnông làn krong đài túp nẹ đầm nè xe va aki pay nâng sân kru bản tuần ban trầm đuôn nhoi mà nu hai tù ra sạp tên lệch mà rồi đọc mùi và sân bà phụ kế cầm bùng thất nông phiếp cổ thân nạ ban lực làng thả bà bọn tù sạp chỉ trân bàn khó đài phương ơi miền cà phía bê lực nông cà tòa tù lệch đài sân ai sân kru bản tuần sẽ tiết All A7 sẽ đánh chánh nơi phiếp toán xa mày